Bộ Nội vụ hướng dẫn cách tính mức lương, phụ cấp mới cho cán bộ, công chức. Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã ban hành thông tư 07/2024/TT-BNV hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị xã hội và hội. Theo đó, đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4, 5, 8 và 9 điều 1 thông tư 07/2024/TT-BNV, căn cứ vào hệ số lương và phụ cấp hiện hưởng quy định tại các văn bản của cơ quan có thẩm quyền của Đảng, Nhà nước về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, mức lương cơ sở quy định tại Nghị định số 73/2024/NĐ-CP của Chính phủ quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang để tính mức lương, mức phụ cấp như sau. A. Công thức tính mức lương. Mức lương thực hiện từ ngày 1 tháng 7 năm 2024 bằng mức lương cơ sở 2.340.000 đồng trên tháng nhân với hệ số lương hiện hưởng. B. Công thức tính mức phụ cấp. Đối với các khoản phụ cấp tính theo mức lương cơ sở. Mức phụ cấp thực hiện từ ngày 1 tháng 7 năm 2024 bằng mức lương cơ sở 2.340.000 đồng trên tháng nhân với hệ số phụ cấp hiện hưởng. Đối với các khoản phụ cấp tính theo phần trăm mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung, nếu có. Mức phụ cấp thực hiện từ ngày 1 tháng 7 năm 2024 bằng mức lương thực hiện từ ngày 1 tháng 7 năm 2024 cộng mức phụ cấp chức vụ lãnh đạo thực hiện từ ngày 1 tháng 7 năm 2024, nếu có, cộng. Mức phụ cấp thâm niên vượt khung thực hiện từ ngày 1 tháng 7 năm 2024, nếu có, nhân với tỷ lệ phần trăm phụ cấp được hưởng theo quy định. Đối với các khoản phụ cấp quy định bằng mức tiền cụ thể thì giữ nguyên theo quy định hiện hành.